Trời ơi hả? Trời ơi, em có bầu mà em đi như bay vậy? Em vui quá à. Trời ơi, bình tĩnh. Trời ơi, con có sao không con? Không có sao hết trơn á, mẹ được đi shopping là mẹ vui rồi. Trời ơi, anh cũng sợ em luôn á. Trời, đi shopping bình thường được rồi, mua quá trời đồ rồi, thấy hàng khuyến mãi không ráng chen chân vô làm chi nữa. Làm như anh không mua vậy đó. Thì có mua nhưng mà thì thấy em máu quá anh máu theo. Hay quá ha, la tôi mà này ba bịch hết, hai bịch là của mấy người rồi đó nha. Cái bịch nhỏ nhất là của em. Mà vui mà đúng không em? Quá trời đồ luôn. Hả? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Hả? Tự nhiên em buồn quá. Sao em buồn? Tự nhiên đang vui mà em chợt nghĩ tới tương lai của mình, em buồn quá. Tương lai em đang sang sáng lạng với anh mà. Không có. Em chợt nhớ ra mình còn đang quá trẻ. Mà bây giờ mình phải mang bầu rồi, mai mốt sinh con ra, rồi không biết tương lai làm sao nữa. Tại vì em còn nhiều thứ em muốn làm mà em chưa có làm được. Trời ơi, cái gì đâu mà buồn, thôi nín đi. Thì bây giờ mình đẻ xong rồi em muốn làm gì tha hồ em làm. Với lại bây giờ có baby rồi nha con ơi, trễ rồi, hối hận cũng muộn rồi. Bây giờ bà nói con nghe, thì không có tiền bạc nào mà mua được cái thuốc mà hối hận luôn nha. Ba là mẹ mua thuốc hối hận, mẹ đâu cần mua thuốc hối hận đâu, mẹ chỉ cần ba hả là lập quỹ riêng cho cục cưng của mẹ nè, rồi mốt là cục cưng của mẹ có quỹ riêng nè ha, phải không con? Nha, đúng rồi, quỹ riêng, tiền đâu? Cái gì vậy? Con nói. Hay vậy hả? Rồi muốn quỹ riêng đúng không? Muốn quỹ riêng có quỹ riêng. Thiệt không? Thiệt. Đâu quỹ riêng của ba làm sao ba nói cho con nghe coi. Tất cả tiền của ba đều dành hết cho con, chịu không? Đâu? Ba kể cho mẹ nghe coi. Kể cho mẹ nghe sơ sơ thôi nha. Bây giờ lương tháng của ba là 10 triệu. Đúng rồi. Bây giờ là tiền điện nè, tiền nước nè, tiền sinh hoạt mỗi tháng 5 triệu. Đúng. Rồi tiền xăng xe, rồi tiền quần áo, tiền giày dép này nọ là hết 3 triệu. Rồi tiền nhậu, tiền ăn uống này nọ là hết 4 triệu. Ê ba, mới nghe nè. Ba làm tháng nhiêu? 10 triệu. Nãy giờ ba kể 12 triệu rồi đó. Ủa vậy luôn hả? Biết chay dư đâu ta. Ba hay quá à. Ba không giống mẹ vậy trơn á. Mẹ là mẹ tính trước hết trơn à. Mẹ phải làm gương cho em chứ, phải không? Sao? Nè nha, một tháng lương của mẹ chỉ có 8 triệu thôi. Nhưng mà tiền gạo, tiền nước mắm, nước tương, tiền ăn uống này kia ha, là hết 3 triệu rồi đó. 3 triệu. Ừ. Tiền quần áo này kia chị mẹ sắm sửa cho ba với mẹ luôn nè, với cho em luôn nè, chỉ có 3 triệu nữa thôi. 3 triệu. Ừ. Rồi tiền là tiền xịt ba của mẹ nè, tiền chăm sóc da nè, chăm sóc tóc này kia ha, lại có 4 triệu đó thôi đó, mỹ phẩm luôn trong đó luôn á ba. Khoan xí em. Hả? Em làm tháng nhiêu? 8 triệu à ba. Mà em xài lỗ hết 4 triệu rồi đó. Em 4 triệu, anh 2 triệu. Rồi mình xài một tháng hết lỗ 6 triệu em. Ủa vậy đó, hồi đó giờ mình xài tiền ở đâu? Anh cũng không biết luôn á. Chết rồi, bây giờ nếu mình xài lỗ vậy rồi mình đẻ baby ra rồi tiền đó mình nuôi baby. Trời em nhớ rồi, hồi đó giờ toàn là mình về mình xin mẹ anh không à. Mình xài lố tiền đó. Trời đó ơi. Bây giờ mà mình bị hai chồng mình phải tiết kiệm đó. Trời đất ơi, bây giờ hai vợ chồng mình xài kiểu vậy là con ra là đói luôn á anh ơi. Có rồi. Sao ba? Bây giờ em cứ việc nuôi baby, đẻ baby. Dạ. Tất cả mọi tiền để anh lo. Anh lo hả? Để anh lo. Được không đó, nãy giờ không thấy vừa tiền gì hết trơn á. Thì về anh nói bà nội nó lo. Hả? Anh về anh xin tiền mẹ. Xin tiền mẹ nữa hả? Ừ. Đúng rồi, có mẹ làm gì mới xin mẹ chứ. Ở đây nha em, đang quên cái đầm nữa. Em ơi. Em ơi. Trời ơi, tháng này lỗ tiền rồi đó. Em. Mẹ, mọi chuyện là vậy đó mẹ. Cháu nội sẽ hiếu thuận và biết ơn mẹ cả đời. Dạ. Làm sao? Là hai vợ chồng bay lập cái quỹ cho con rồi bắt bà nội chi ra hết hả? Dạ đâu có đâu mẹ. Bắt mẹ chi hết thì tội nghiệp mẹ lắm. Bây giờ cái quỹ này nha sẽ chia ra ba người. Mẹ, con, vợ con, ba người hùng lại cho cháu nội của mẹ. Dạ đúng rồi mẹ. Ai có công thì góp công, ai có của thì mình... Thì góp của đó mẹ. Đó là bây giờ á, vợ của con nè là mang nặng đẻ đau rồi. Thì bây giờ vợ con góp công, còn mẹ kinh tế dồi dào, mẹ góp của. Dạ. Nói vậy nghe có lý không? Con Mai á, nó đang mang nặng đẻ đau là góp cái công đó rồi. Dạ. Chỉ còn con góp gì? Con góp... Góp giống đi mẹ. Góp giống được. Được. Góp giống nữa mẹ. Trời mẹ biết mà, tạo ra một đứa bé đâu có dễ đâu mẹ. Đầu tiên con phải thể hiện các bạn cũng đàn ông của con. Đó. Việc thứ hai là con đẻ ra rồi, con phải đi khai sanh cho em bé. Họ cái em bé là ai? Là con. Cha cái bé là ai?
là con. Đó thấy chưa mẹ, công việc của con rất là nặng nề, trách nhiệm của con rất là nặng, vợ con cũng nặng. Chỉ có mẹ là nhẹ nhất thôi, bây giờ mẹ góp quỹ nhiều vậy mẹ. Dạ. Con nói rất là chí lý. Mẹ chấp nhận góp toàn bộ cho cháu nội mẹ hết. Hả? Mẹ nói mẹ lại lần nữa mẹ. Nghe không rõ hả? Mẹ sẽ góp toàn bộ quỹ cho cháu nội đích tôn của mẹ. Yeah. Ủa mẹ, mẹ tính góp nhiêu vậy mẹ? Lương hưu hàng tháng của tôi không có bao nhiêu hết. Nhưng mà còn cái tài sản thì tôi nhớ là tôi bỏ vô trong di chúc rồi không lấy ra được. Là sao mẹ? Thì có nghĩa là mẹ sẽ góp tất cả cho cháu nội của mẹ bằng cái tiền báo hiếu của hai đứa con hàng tháng. Là sao? Là sao nữa mẹ, con không hiểu. Không hiểu hả? Mẹ nói cho hiểu. Tụi con á, nhất là Phong á, mẹ đã nuôi lớn 30 năm rồi. Bây giờ tụi con phải có trách nhiệm đó. Mỗi tháng chu cấp tiền báo hiếu cho mẹ. Đúng. Còn con nữa, con là con dâu ha. Con cũng phải công bằng. Chồng con báo hiếu thì con cũng phải về báo hiếu cha mẹ con. Thì con đem cái phần báo hiếu cha mẹ con bao nhiêu đem lại đây báo hiếu cho mẹ bao nhiêu, mẹ công bằng lắm, mẹ không đòi hơn. Đó, thì tất cả số tiền đó bao nhiêu mẹ sẽ cho hết cho nội mẹ. Được chưa? Hiểu chưa? Đơn giản vậy thôi. Dạ xí xí mà, cho hai vợ chồng tụi con hợp kính riêng cái. Dạ dạ. Ờ. Dạ. Anh ơi giận sao? Trời ơi tiền nuôi con cũng có, tiền đâu báo hiếu. Chắc hai vợ chồng bán máu quá. Máu có đâu bán. Giận sao? Giờ nói thiệt với mẹ chứ sao? Thì nói đi. Mẹ à. Bây giờ con xin nói thiệt với mẹ. Thật sự là tụi con không có dư. Mà tháng vừa rồi cũng thăm 4 triệu. Ê, hai đứa bay dở mặt bà già này hả? Nghĩ sao? Hai vợ chồng tháng là mười mấy triệu. Là xài đâu chứ hết mà thăm mấy triệu nữa là sao? Đó mẹ vô hết hết trơn á, đâu khoảng nổi vô đó trơn rồi. Mẹ biết tại sao không? Tiền shopping, tiền quần áo, tiền trong son phấn đồ nè là vô hết, đầy đủ luôn. Mẹ vợ con có tiền đó rồi, con nữa là tiền ăn nhậu, rồi tiền quần áo của con, rồi tiền chiêu đãi bạn bè, rồi xếp lớp. Nết nết nết. Sắp làm cha làm mẹ rồi. Shopping, quần áo, ăn nhậu gì? Không lo cho con cái. Dẹp, dẹp ngay mấy khoản đó ngay. Mẹ... Không có mẹ cha gì hết. Thằng Phong, từ hôm nay dẹp cắt ngay ba cái chuyện nhậu nhẹt. Hàng tháng để dành ra 4 triệu. Còn nữa, dẹp shopping, quần áo, tóc tai ha. Để ra 3 triệu cho nhỏ. 10 tháng là 70 triệu rồi. Đó, 70 triệu dư sức cái quỹ cho con nhỏ rồi. Mẹ đẻ chứ. Lâu lắm mày ăn đi chú, ăn đi chú, đồ kĩa đồ ngon lắm mày chú. Ăn đi, mày uống đi, mày uống chậm quá. Chậm đâu, con uống hết, gần hết chai đâu, chú nấu cái gì vậy? Ngồi với người lớn mà ngồi vậy mày. Gì? Nhậu hả? Không nhậu đâu mày ơi. Mấy lần nó không đi nhậu rủ tôi hoài. Để dành tiền. Rồi, không nhậu nha. Ok ok. Phong ơi. Hả? Nhậu, đây đây lấy em chai đi. Nhậu hả? Anh em nhậu rồi chơi cho vui. Chú. Nè, nhậu ở nhà rẻ lắm ha. Đứa khoảng 100 ngàn à. Nhậu là tới nơi tới chốn luôn. Đẻ luôn á. Ngồi luôn, ngồi chú. Luôn. Ngồi. Không nhậu đâu chú ơi. Sao hả? Để dành tiền. Để dành tiền làm gì? Lấy cái tiền ăn nhậu đó để dành tiền lấy quỹ nuôi con. Nuôi con à. Ờ vậy cũng được hả? Lâu lâu nhậu bữa có sale đâu. Thơm thơm ha. Thơm. Em ngồi đi, mồi ngon mày, chả lụa đừng ngon mày. Con mới ăn đó. Cướp, mơ người ta cướp. Cái gì vậy? Cái gì mà trước vậy? Cướp à. Cướp à. Cướp à. Em cướp à. Em cướp. Bắt cướp. Thôi hai người đó bắt được rồi. Mình uống miếng chắc không sao đâu ha. Ngon quá, ngon quá. Ê cậu, thôi mà con re chứ không là không bắt là thằng ăn trộm đâu. Thiệt anh, ta ghét mấy cái đứa mà không làm gì hết trơn rồi đi cướp ăn giật. Hay. Ghét ghê nè, thôi vô đi. Chắc mừng à, sắm mình có trộm mà. Khoan khoan. Ủa hồi nãy tôi đi tôi nhớ tôi còn nhiêu đây mà. À, đúng rồi, hồi nãy là còn nửa ly mà tôi nè. Ủa sao kỳ vậy? Ủa ai uống rồi, ai vô trong cái nhà này rảnh rỗi uống vậy? Ủa nãy giờ con có thấy ai uống bia không vậy con? Dạ đâu thấy đâu chú. Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa, ai uống hết bia ta? Ờ à, kỳ vậy? Kỳ ta. Có điện thoại nè. Gì chú? Alo. Ai á? Chú ai nè? Cái gì mày? Xin lỗi gì? Hả?
À, dừng. Cái gì? Mấy chai bia hồi nãy là quá đáng rồi hả? Mới kiểm tra lại. Trời đất ơi, mày làm ăn cái gì vậy? Bia hết đá sao không nói trước rồi mày bán cho người ta là may quá là chưa có uống gì hết trơn á trời. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Đền nha, đền thùng bia mới nha. Rồi, vậy nha. Trời ơi, hên ghê thôi. Mấy chai bia bị quá đát rồi. Cái thằng bỏ bia á, nó mới gọi lại, nó xin lỗi, nó mới kiểm tra lại. Nó kêu đừng có uống. Bỏ vậy, bỏ đi. Uống vô bắt công, bỏ. Cái gì? Bia hết đát rồi chú. Bia hết đát rồi đó con. Vậy sao chú khui uống chị? Chú chưa kịp uống. Chúng nào nhào vô uống. Thằng nó cũng thùng lắm luôn á. Như là hai người hại chết luôn rồi. Tính uống chùa hả mày? Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, mong tối từng số nào, nào thì cha xét như hoàng thư. Yên mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Và rồi mai sau, mãi mãi là của nhau, nguyện cùng bên nhau.